Đây, mọi người, anh công an đây, anh lấy giấy tờ của mình xong anh ra kia đứng đi ạ. Đây. Kiểm tra giấy tờ xong đây anh đang ra đây đứng. Đây. 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 Các anh rất đông. Đây. Đầy đủ luôn. Xe mình đây, xe chạy taxi các bạn ạ. Chạy taxi và vào đây bảo xe taxi không được phép vào đây. Kiểm tra. Đây. Dọi thoải mái, dọi thoải mái. Dọi thoải mái, dọi đâu có ảnh hưởng gì đâu mà. Đây, rất đông. Trong Việt khu công nghiệp Việt Nam Singapore là không được taxi không được vào đây các bạn ạ. À. Đây. Taxi không được vào đây. Xoay thoải mái, bình thường thôi. Không, cứ xoay đi. Xoay nữa vào. Đây anh kiểm tra giấy tờ xong anh đang đứng gọi điện thoại không biết là mình bị lỗi gì. Là anh ơi, anh kiểm tra em xong chưa? Anh kiểm tra em xong chưa thì cho em xin giấy tờ ạ. Dạ đây ạ. Dạ em đi được chưa ạ? Duyên quay cho anh Duyên. Quay xem thà làm gì, cứ quay đi. Đi được mẹ xấu xa. Mơ đi nhá. Sợ lồn với tao. À vâng, bây giờ các anh ấy cho em đi rồi các bác ạ. Đây ạ, trong khu công nghiệp Việt Nam Singapore là không được đậu xe. Địt mẹ chúng nó tưởng mình là gà không ạ? Địt con mẹ chúng nó. Nó bảo mình không được đậu xe trong khu công nghiệp Việt Nam Singapore, không taxi không được vào đây, không phận sự không được vào đây. Địt mẹ chúng mày định giết người ở đây à? Đéo làm gì được, địt mẹ kiểm tra giấy tờ xong ra gọi điện. Chắc đéo có lỗi gì xong là lại thôi. Mẹ các bạn thấy bọn này mất dạy không? Địt mẹ chúng mày. Mày hơi nhầm nhá. Ăn được bố mày lại không phải đơn giản. Địt mẹ mình đưa vợ mình vào đây tập xe. Thế là thằng bảo vệ nó ra. Thế mình mới bảo là chỗ này nó vắng em xin em tập tí. À nó bảo mày không đi tao gọi công an. Địt mẹ em tức em chửi luôn. Em bảo mày gọi mẹ mày vào đây. Nó gọi được thằng công an V-ship quèn quèn mà cái gì trung trung úy à, gì thiếu úy đại úy đầu bùi gì đấy. À xong nó lại định là nó kiểm tra giấy tờ. Nó bảo mình không được đậu ở đây. Địt con mẹ mày vào đây mà đánh bố mày này. Địt đây là con chó các bạn thấy không? Kia có một con chó đang đi đằng trước đây, nó kéo có mỗi một xe mình thôi mà nó kéo khoảng 20 thằng với lại cả xe bùng xe bịt vào đây. Địt mẹ mấy con chó rách này. Đấy, thằng chó đang đi đằng trước này. Địt cụ chúng mày. Bố mày ỉa đầy vào mặt chúng mày luôn. Địt cụ mày, mày bắt nạt ai? Địt mẹ mày, bắt nạt thằng không biết luật thôi. Bắt loạt bố mày bố đâm chết hết. Đây này con chó này, đây này. Địt mẹ mày. Đây con chó biển 61T9 3883. Đấy các bạn hữu xem ấy. Địt mẹ định gọi giang hồ ấy. Mày gọi hộ bố mày cái nhá. Bố mày chấp hết. Đây 3883 các bạn ạ. Đây đậu chốt ở đây. Chốt ở ngay đường nhà mình luôn mà đòi ăn mình. Địt mẹ xin lỗi chúng mày đi nhá. Nhìn lại mặt hàng đi nhá. Bố mày chấp. Địt cụ chúng mày. Bố mày nó không làm thì thôi. Địt mẹ bố mày còn chó rách nên lại còn đòi ăn mình. Địt mẹ bố mày quay biển số xe mày vào rồi. Ăn bố mày bố lên tận nhà. Bạn thấy có bố láo không? Địt mẹ đất ở khu nhà mình mà nó còn bố láo với mình chứ. Bố mày còn chó ghẻ. Mấy thằng bảo vệ với ship đéo làm con cặc gì được. Xong bắt đầu xoay ra gọi công an. Địt mẹ xoay đèn vào mặt thì làm cái đéo gì. Bố mà cho mày xoay cả ngày được. Mắt bố bền lắm. Địt cụ đời.
Mình nay ra đường lại bị anh bị ship, anh bắt nạt đi. Kinh quá thì mất thôi. Đây, em đã về đến nhà an toàn các bác ạ. Đây, đi mẹ ô khỉ. Ô mày có chuột rạch. Tưởng thế nào. Ơi, chào bà con nhá, mình đi xem phim gạo nếp gạo tẻ đây. Đi. Con điên này.